Mọi chuyện cũng bắt đầu từ lúc mà tôi làm anh Khoảng rớt xuống núi. Lúc đó tôi sợ lắm con. Tôi sợ lỡ tôi có gì rồi không ai nuôi hạt dẻ. Lúc đó tôi rối quá, tôi mới nảy ra ý định là dẫn hạt dẻ đi trốn. Mà tôi sợ người ta dí theo tôi á, nên tôi đốt. Tôi không biết sao lúc đó tôi ngu dữ vậy. Nhà của ba má tôi để lại cho tôi mà tôi đốt. Làm giờ hạt dẻ nhớ nhà, muốn về mà cũng đâu còn nhà để về đâu có không. Tôi nghĩ là hai Hùng nó nói đúng á, cha con thằng Mô chưa có chết đâu. Sao không chắc? Bởi vì nếu chết rồi thì ông Hà ông xin hình cha con nó làm gì? Ông đi tìm cha con nó làm cái gì? Xin hình con hạt dẻ. Ừ. Sao không biết? Đó. Chính là nhờ tôi không chịu nằm yên ở trong nhà mà lê la ngoài đường mới biết đó. Có hình ảnh của bé thì cũng dễ tìm kiếm hơn. Chị thấy anh Hào anh nhiệt tình lắm, xuống tận đây tìm gặp chị để nhờ việc này đấy. Có vụ này nữa hả? Sao tôi thấy kỳ kỳ vậy nha? Ê ê, ông, có khi nào ngày xưa thằng cha Hào tàm tàm với con Lon không? Ở đây nhiều đồ đẹp quá không? Toàn là đồ đẹp không kìa. Mai mốt á là tôi sẽ mở một cái gian hàng chuyên đồ mẹ và bé. Nhưng trước mắt á, bà cứ sanh cho tôi một em bé đi. Nhiều khi đi, lúc đó à, bà bận bịu lo cho em bé, không có thời gian để mà xốp với quần áo. Có cái áo sơ mi này đẹp lắm nè.